Phút 51 trận đấu trên sân BMO, Busquets cầm bóng bên phần sân nhà rồi vặn người truyền ngược lên vòng tròn giữa sân cho Messi. Sau vài nhịp cầm bóng quan sát, tiền đạo đội trưởng Inter Miami chọc khe xuyên hàng thủ chủ nhà để Alba từ trái băng vào hạ thủ môn John McCarthy trong pha đối mặt. Đường kiến tạo của Messi cho Alba ở phút 51. Đến phút 83, Miami phản công nhanh. Messi tận dụng cú đỡ ngực phá bóng thiếu lực của trung vệ chủ nhà Aaron Long để đột phá lên phía trên. Một cầu thủ Los Angeles FC lao về gây áp lực, nhưng tiền đạo số 10 vẫn bình tĩnh chuyền sang phải để Campana dứt điểm nắn nót vào góc xa khi đối mặt McCarthy. Đây là hai đường kiến tạo đầu tiên của anh qua 3 trận ra sân ở MLS. Trong hai trận trước, Messi ngồi dự bị rồi vào thay người và ấn định thắng lợi 2-0 cho Inter Miami trên New York Red Bull ở vòng 35. Vòng 36, khi trở lại đá chính, tiền đạo Argentina im tiếng trong trận hòa Nashville 0-0 trên sân nhà DRVPNK. Tính trên mọi đấu trường, Messi đã chơi cho Miami 11 trận, ghi 11 bàn và kiến tạo 5 bàn khác. Bên cạnh 3 trận MLS, anh còn ra sân 7 trận, ghi 10 bàn, kiến tạo 1 ở League Cup và 1 trận ở Cup Quốc gia Mỹ, nơi anh có cú đúp kiến tạo. Messi đi bóng trong trận Inter Miami thắng Los Angeles FC sáng 4 tháng 9. Chiến thắng cho Inter Miami và Messi sẽ trọn vẹn hơn nếu tiền đạo đội trưởng không bỏ lỡ cơ hội ngon ở phút 38. Anh bật tường với Diego Gomez rồi di chuyển vào vùng cấm, lách qua Long để đối mặt với McCarthy. Nhưng cú dứt điểm chân trái của Messi sau đó bị thủ môn chủ nhà dùng tay cản phá. Trên khán đài, ca sĩ Selena Gomez há hốc miệng tỏ vẻ sửng sốt và tiếc nuối vì pha hỏng ăn này. Trận này, Los Angeles nhập cuộc tốt hơn, tạo ra nhiều sóng gió ở đầu trận nhờ tốc độ và sự lắt léo của cựu cầu thủ Barca.